Nay chủ nhật á, hôm nay là chủ nhật 13 tháng tháng 6 năm 2021, ngày mai thứ hai là ngày 14 là ái vi đúng 6 tháng. Mấy hôm nay đang tập ăn đồ ăn cho em bé. Bà nội đang đút á. Hả ra Bây giờ hôm nay nè. là nó dòm đèn sáng có hả? Giỏi giỏi, ăn vô cái vị giỏi. Ăn đi giờ chuyện. Con có răng chưa? Chắc ở trong nó lú lú rồi. La từ từ đây. Ăn sắp hết hộp rồi nè. Từ 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 từ. Ăn hết đi con, ăn hết rồi được chưa? Ăn hết thì nó phải xuống. Nè. Ăn thì nói cái gì đó không biết nữa. Nói được hiểu chết liền á. Từ từ, ăn hết đi. Ăn hết đi rồi mới bế xuống. Nè. Mặt thẹo không à, bị mũi chích thẹo không à. Bị chằn. Từ hết cả con biến không con chút xíu mà ăn hết này giỏi nè.